tỷ ở bái liễu thứ ba thiên ngày hai trăm sáu tám em còn tưởng ít nhất phải ba trăm nghìn cơ 我还以为至少要三十万呢我还以为日 少要三十万呢？我还以为至少要三十万呢。我还以为至少要三十万呢。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng vội, từ từ thôi. Bía chí, mà man lái. Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ léng khoải. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chén dấu tà cài ở bái Mỹ. nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xào sứ sẽ trào tráo. 8-90% trăm, Không thể nào, làm sao có thể. Trên giá sách chu trả sản trà chừ gốc trà 除了茶杯 chỉ giới tính nữ，女性，nữ sinh màu sắc颜色 tuy cảm giác hơi dài 虽然感觉有点长, cửa màu nâu 棕色门 mặc chẳng may không vừa người làm thế nào, 穿上万衣不合身怎么办这款。

nguyên văn là ít nhất g ầ n ba mươi vạn，至少要三十万。